Thưa quý vị, ngay sau khi hai nước Việt Nam và Lào được giải phóng hoàn toàn vào năm 1975, để đưa quan hệ giữa hai nước phát triển toàn diện và ngày càng đi vào chiều sâu, Việt Nam và Lào đã tiến hành ký kết hiệp ước hữu nghị và hợp tác vào ngày 18 tháng 7 năm 1977. Từ đó đến nay, trải qua 45 năm, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam, Lào ngày càng được phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt đó. Thời gian qua, thành phố Đà Nẵng và các địa phương của Lào đã có nhiều chương trình hợp tác hiệu quả trên nhiều phương diện. Đây là buổi lễ khánh thành nhà đa năng trường trung học hữu nghị Đà Nẵng Salavan với sự tham dự của đoàn đại biểu cấp cao thành phố Đà Nẵng do Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng làm trưởng đoàn trong chuyến thăm và làm việc tại năm tỉnh của Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào vừa qua. Công trình này là minh chứng sinh động cho mối quan hệ hợp tác hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa thành phố Đà Nẵng, tỉnh Salavan nói riêng và các địa phương của Lào nói chung. Nhà đa năng trường trung học hữu nghị Đà Nẵng Salavan được khởi công ngày 28 tháng 12 năm 2021 và cơ bản hoàn thành ngày 29 tháng 3 năm 2022, xây dựng với diện tích 949 m2. Không gian đa năng có diện tích 650m2, gồm các công trình phụ trợ là khu vệ sinh, sảnh, phòng giáo viên, phòng kho và sân tập phụ với tổng giá trị hơn 8 tỷ đồng. Tôi hy vọng công trình nhà đa năng này là nơi để thầy và trò trường trung học hiếu nghị Salavan Đà Nẵng tiến hành các hoạt động văn hóa, thể thao và các chương trình giao lưu hữu ích. Tôi mong rằng trường trung học hiếu nghị Salavan Đà Nẵng là nơi kết nối, quảng bá văn hóa Việt Nam, góp phần tăng cường tình đoàn kết giữa hai dân tộc. Lào Việt Nam, giữa hai địa phương tỉnh Salavan, thành phố Đà Nẵng, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Đến nay, thành phố Đà Nẵng đã ký kết hơn 30 văn bản thỏa thuận và ghi nhớ với 7 địa phương của Lào, trong đó quan hệ hợp tác giữa thành phố Đà Nẵng với 5 tỉnh Nam Trung Lào được triển khai hiệu quả, tập trung các chương trình, dự án hỗ trợ về giáo dục, nông nghiệp, phát triển kinh tế xã hội. Cùng với đó nhiều chương trình ý nghĩa về an sinh xã hội, giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân giữa Đà Nẵng và Lào thường xuyên được tổ chức, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp cũng như thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị, tăng cường tình đoàn kết gắn bó keo sơn giữa hai bên. À người dân nước à Thời gian qua tôi nhận thấy Đà Nẵng và các tỉnh Nam Trung Lào đã có nhiều chương trình hợp tác hiệu quả để phát triển kinh tế xã hội. Trong đó đặc biệt là hỗ trợ nguồn nhân lực. Thời gian tới Tôi rất mong muốn được duy trì các hợp tác này và ngoài giáo dục, tôi mong muốn thành phố Đà Nẵng và các tỉnh Nam Trung Lào sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực về nông nghiệp công nghệ cao và thương mại. Đặc biệt, thành phố Đà Nẵng có thế mạnh về lĩnh vực cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, quy hoạch đô thị. Các tỉnh Nam Trung Lào mong muốn hợp tác để học hỏi kinh nghiệm về lĩnh vực này, góp phần xây dựng nền kinh tế số, chính quyền số, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Thời gian đến, Đà Nẵng dự kiến tiếp tục hợp tác và hỗ trợ các tỉnh bạn Lào thông qua duy trì trao đổi đoàn, trao học bổng cho lưu học sinh Lào, hỗ trợ dạy tiếng Việt, hỗ trợ trong lĩnh vực xây dựng, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực công thương, hỗ trợ công tác an sinh xã hội. Đây là những hoạt động ý nghĩa tiếp tục khẳng định sự tiếp nối, vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân Việt Nam Lào ngày càng tươi đẹp, vững bền, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của mỗi nước vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực, quốc tế.